Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em cách xóa danh sách người lạ trên Messenger trên điện thoại cho anh em đang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android nha anh em. Và đặc biệt cách xóa này không hoạt động được trên Messenger ở cửa hàng Sectlay nha anh em. Đầu tiên anh em sẽ chuẩn bị cho mình một ứng dụng Messenger phiên bản cũ, cụ thể là phiên bản 322.000.11. Và Messenger này mình sẽ để dưới phần mô tả và ghim ở cái phần bình luận của video này để anh em sử dụng. Rồi, đây là ứng dụng Messenger phiên bản 322.000.11. Anh em tải về ở thư mục nào thì vào đó. Mình đã để nó ở thư mục download nha anh em. Bây giờ anh em sẽ chọn vào ứng dụng. Tiếp tục anh em chọn cài đặt. Như vậy là xong nha anh em. Tiếp tục anh em cứ đăng nhập tài khoản Messenger mà anh em sử dụng như bình thường. Mình sẽ bỏ qua cái bước này cho nhanh nha anh em. Bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em chọn vào danh bạ. Tiếp tục anh em chọn vào biểu tượng danh bạ ở phía trên. Anh em đợi một chút để nó cập nhật danh bạ bạn bè. Đây rồi, có khá là nhiều bạn bè nha anh em. Để biết danh sách ở đây, ai là người lạ, ai là bạn bè, thì anh em sẽ chú ý cho mình ở cái chữ Y này. Tiếp tục mình sẽ chọn cái tên đầu tiên là An An. Anh em nhấn vào chữ Y. Anh em sẽ thấy các bạn không phải là bạn bè trên Facebook. Để xóa người này thì anh em nhấn vào chữ xóa người liên hệ. Tiếp tục chọn chữ xóa. Rồi, bây giờ sẽ là Angela Nguyên. Anh em chọn vào chữ Y. Anh em lại thấy các bạn không phải là bạn bè trên Facebook. Tiếp tục anh em chọn xóa người liên hệ. Anh em chọn xóa. Vậy là xong anh em. Tiếp tục mình sẽ chọn cái chữ anh ngốc. Rồi, anh em sẽ thấy các bạn là bạn bè trên Facebook. Tiếp tục anh Thi Vũ Bùi cũng là bạn bè trên Facebook. Tiếp tục Tùng Anh. Các bạn không phải là bạn bè trên Facebook. Anh em chọn xóa người liên hệ. Chọn xóa. Rồi, cứ thế mà làm nha anh em. Cứ tương tự những cái thao tác như vậy, cái nào bạn bè thì mình để, còn không phải là bạn bè thì anh em xóa. Cái đó là do mình. Rồi, sau khi anh em đã lọc bạn bè trên Messenger này rồi, mà anh em muốn sử dụng lại phiên bản Messenger hiện tại, thì bây giờ anh em sẽ vào cửa hàng Sectlay. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái thanh tìm kiếm là Messenger. Rồi, bây giờ tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chữ cập nhật và đợi một khoảng thời gian khi nó cập nhật xong. Vậy là anh em có thể sử dụng phiên bản Messenger hiện tại nha anh em. Và mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.